cô là ai biết không? Cô là ai không? Quỳnh Như. Thuộc bài Bông Đào không? Tao hát nghe. Má dặn là con gái như ngọc nha, dáng đi kiều sa, còn đôi mắt là đẹp nà, tính như thiệt tha, như khóc yêu à. Nếu ai thương em thì xin hứa cho mẹ mềm. Này, xin sắc này cho bà con. Bây giờ là thành một cái cũng được. Con dạ. Rồi không gỡ được rồi nha. Được, cái hồi như làm cái gì vậy trời, dạng sự như ý là chúc mừng năm mới nè, quá rồi. Ai làm lại? Tôi không còn nhìn ra xe tôi nữa nha. Quá rồi nha. Chứ chạy bao nhiêu đóng MV mà vừa làm mai vừa đi làm diễn viên vậy? Có trả đồng bạc nào đâu. Bắt đi đóng vậy nó có trả đồng bạc nào đâu, mà có trả không đỡ. Tâm chịu động tác kìa. Hả? Qua tập động tác nhảy. Cái gì động tác gì mẹ, tôi đâu có nhảy. Bữa nay tôi nhiều dai lắm. Đúng. Dai kế chính. Ao tu bầu nha. Dai giữ đồ. Dai chăm sóc kia giữ nhiên chính. MV Tết của Bông Đà là một MV mà nói chung là một lời tri ân, một lời cảm ơn.
của mọi người đã yêu thương bông đào và cũng như là rất là nhiều thứ năm nay Như đã đạt được. Đây là một cái kỷ niệm Như sẽ giữ mãi trong cái năm 2022. Cho nên là hôm nay có một cái cảnh gọi là cái cảnh chấn động. Cảnh chỉ làm đúng được một lần, không được làm lần thứ hai. Ekip phải tập trung cao độ và em hy sinh luôn cả chiếc xe của em. Đó, hy sinh cả chiếc xe của em, chiếc xe em thương nhất, cưng nhất thì một hồi làm cái gì thì mọi người coi nha. Đó, chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Đó, cái thằng chổng nó cũng áp lực nó sụp mà đổ rồi thấy không? Ngồi gục đầu rồi. Đó. Mà phải hy sinh thôi. Nói chung là một cảnh nhưng mà bằng tiền quay nguyên cái MV đó. À, cái cảnh này bằng tiền quay nguyên cái MV luôn á. Hơn chứ. Hơn đó. Đúng không Nhân? Ba má mày liệu ba mày lại á. Cha đó sợ bong bóng. Không, chồng tôi không sợ gì, chỉ sợ bóng nha. Sợ bong bóng, rất sợ bong bóng. Nè Sơn nè mấy bạn. Sơn. Cái cỏ đâu má? Cái cỏ đâu má? Chỉ thực hiện được một lần, không thực hiện được lần thứ hai. Đó, quay lại. Nè, đó, Tiểu Thiên đang đứng chạy đôi, sẽ tự di chuyển sang. Rồi, mình xô cái nè. Nha. Đúng rồi. Mình từ, vô đụng cái mình từ. Đúng rồi. Nó không lắm. Chạy mẹ. Rồi, ra sao vậy ha? Đúng rồi, không có xài được lần thứ hai đâu. Rồi, chạy xe thì không sao đâu. Cái chiếc xe đã quỷ rồi, còn sợ chạy gì nữa. Đó. Hiểu không? 3, 2, 1 là em lên ngồi đây là em dỡ nó lên thôi. Mấy bạn té xuống. Ok, chơi. Rồi, cảnh Hollywood nè. Cảnh này là cảnh Hollywood. Một cảnh duy nhất. Không có tiền làm. 3, 2, 1 nha. Chuẩn bị nha. Ngã vô. Hiểu quá. Rồi luôn. Lấy tay chậm lên cái xô đó, nhìn vô, nhìn cái tay vô, nhìn cái tay. Trời ơi. Ok, chà thương quá chà, trời ơi, nó giết tôi rồi. Em à, là em không mong mọi người sẽ ủng hộ được Như Bông Đào. Nhưng mà em mong rằng là mọi người sẽ thấy cái cảnh này và mọi người hãy cho em xin một nút like, một nút subscribe nhanh và liền. Dạ, đây. À, cái xe của em nó tiêu luôn rồi, tiêu lần này là tiêu thiệt luôn rồi. Dạ, đây. Quậy quá. Ấy trời ơi, quên. Không mà còn gì nữa đâu. Thôi, chào em nha. Thôi kệ, đừng có buồn. Dạ, bữa mẹ cho một bộ đồ mới ăn Tết. Đi làm lại rồi đó. Rồi, mời. Đây là cha nuôi của đứa bé. Em nghĩ là sau cái cuốn tạc này thì mọi người hãy cho em 1 triệu đi. Nếu như mà 2 triệu là em dỡ nóc xe lên bỏ luôn. Là mẹ kiếm luôn. Được. Em chịu nha, em nghĩ nha. 1 triệu luôn. Ê, 1 triệu mình đăng ký. 1 triệu subscribe trên kênh YouTube Nguyễn Bình Như. Yeah. Quay đầu ra. Đô la sao con cười vậy? Những chiếc kia thì quay đít ra.
trời con làm gì vậy? Trời ơi, con muốn nãy giờ muốn hết con trai rồi con mới rót ra, con thấy camera chĩa vô con cái con rót ra. Con sao đâu? Đồng ý đó con. Tám. Qua đây anh chỉ cho nè, rồi em chỉ mọi người cho nó dễ. Đúng rồi.
Để tao lên ao dùm cá. Nhảy 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 nhảy. Ao dùm luôn nha. Nhảy luôn. Tiếp luôn. Rồi, đi. Bỏ ao đi. Lên xong rồi đúng không? Em bảo đỡ rồi. Cảm nhận cô ba Sài Gòn. Tiếp còn 3 set nữa. 30 set. Rồi vô. Cố lên. Mấy bé nó đợi cho chụp cho nó. Ờ chụp cái lên tắm đi. Ê chụp tập thể đi ha. Chụp tập thể nha. Chụp tập thể. Bỏ dép nè. Bỏ. Xin ơn trên năm nay cho con mau phát tài. Xin ơn trên cho con hơi thân tiền kiếm hoài. Cái gì con Như? Giữa trang á, đẹp. Ký tặng. Ba lắc lư quay cuộc đời vui, quên chuyện buồn đã qua. Anh ta 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 về trên khắp quê hương, trên khắp ruộng đường. Cái nón của anh á. À, viết, viết con ơi, viết. Rồi, đi về đi đi. Ok rồi đó. Con kêu cô làm cái gì? Chụp hành. Ok. Biết cô là ai không? Biết cô là ai không? Quỳnh Như. Thuộc bài bông đào không? Tao hát nghe. Má dặn là con gái như ngọc nha. Giấy đi kiều xa còn đã mất là điện đà. Tính em thiệt tha như khách yêu à. Nếu ai hương em thì xin hứa cho mẹ mềm. Này. Xin hát bài này cho bà con. Cô gái bao đồng. Ok, cảm ơn con. Rồi chụp nha. Rồi, cảm ơn con nha. Rồi, nó hát thành cô gái bao đồng luôn rồi kìa. Nè, khoe với cả nhà đi, con quay cái bài của mẹ được nhiều view đó. Dạ, con khoe với cả nhà là bà con quay với má Như là được 11 triệu view rồi. Bạn 9, 17 mà nó 11. Vừa không lại tuổi trẻ. Rồi con có tính khu vào cái bài Tết này không? Dạ, nếu có thể. Con chưa biết. Chào mọi người, đây là phân đoạn cuối của em trong MV và đạo diễn đưa cho em cái túi như thế này. Rồi xong đạo diễn đưa cho em cái áo dài như thế này. À, đạo diễn nói kết cả đêm. Thương đạo diễn. Rồi chia ra hai bên. Đúng rồi, nhảy. Hai đứa con chia ra hai bên. Hai đứa con gái ra hai bên. Cô ra đứng mặt cô. Hai đứa con gái đứng cao hơn cô nhanh. Đúng rồi, đúng rồi. Hai đứa con đứng cao hơn. Đúng rồi. Nhảy tự do cho tụi con. Mấy cô chú nhảy đúng rồi, tụi con nhảy tự do. Nhậm luôn. Đó, rồi tàn nha.
Yeah.